Kính chào quý vị, thuế suất giá trị gia tăng VAT có thể được giảm 2% với các mặt hàng đang chịu thuế 10% từ ngày 1 tháng 7 tới. Đây có thể là tin vui với không ít người tiêu dùng và cả doanh nghiệp, nhất là khi bài toán sản xuất sẽ không chỉ đòi hỏi năng suất cao hơn mà còn xanh hơn, thân thiện trong thời gian tới. Trước khi đến với những nội dung chính này của kinh tế tiêu dùng tuần này, chúng ta hãy cùng điểm qua các tin tức đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tính đến cuối tháng 4, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam đạt 9 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư mới đã tăng mạnh trở lại sau 3 tháng đầu năm giảm nhẹ. Đã có 750 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, 386 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đầu tư tăng thêm đạt 1,66 tỷ đô la Mỹ. Trong 4 tháng đầu năm có 77 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu, tiếp đến là Nhật Bản, đứng thứ ba là Trung Quốc. Thưa quý vị, trong văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đề nghị giảm phí trước bạ và gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với xe sản xuất lắp ráp trong nước để kích cầu tiêu dùng, giảm khó khăn cho doanh nghiệp. Cụ thể, nguy cơ suy giảm kinh tế đang hiện hữu, ảnh hưởng đến doanh nghiệp nói chung, đơn vị lắp ráp sản xuất ô tô nói riêng. Do vậy, để giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, duy trì thu ngân sách, Bộ Công Thương cho rằng việc áp dụng giảm phí trước bạ với xe sản xuất lắp ráp trong nước đến hết năm 2023 là cần thiết. Thưa quý vị, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP, trong khi hai thị trường lớn nhất của cá tra Việt Nam là Trung Quốc và Mỹ đều giảm mạnh hai con số trong quý 1, thì xuất khẩu sang châu Âu thì đạt được nhiều thành tựu. Trong quý 1, xuất khẩu cá tra sang thị trường EU đạt 45 triệu đô la Mỹ, chỉ giảm 4% so với cùng kỳ của năm trước. Bên cạnh EU, kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam sang một số thị trường khác trong quý 1 cũng ghi nhận tăng trưởng dương như Singapore 35%, Anh 34%. VASEP cho rằng xuất khẩu cá tra trong thời gian tới chủ yếu dựa vào động lực từ Trung Quốc, một số nước châu Âu như Anh, Đức, Bồ Đào Nha và các thị trường Trung Đông. Xuất khẩu cá tra kỳ vọng hồi phục vào quý 3 năm nay nhờ các chương trình giao thương xúc tiến thương mại. Thưa quý vị, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, tính đến ngày 15 tháng 4, Việt Nam đã xuất gần 2,4 triệu tấn gạo, trị giá hơn 1,25 tỷ đô la Mỹ. Số này tăng gần 34% về lượng và hơn 44% về giá trị. Theo VFA, cung ứng lương thực thực phẩm đang tại nhiều quốc gia bị đứt gãy, giúp ngành lúa gạo Việt Nam hưởng lợi, đơn hàng tăng. Bình quân giá gạo Việt xuất khẩu đạt 529 đô la Mỹ một tấn, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các doanh nghiệp, mặc dù được giá nhưng Việt Nam đang đối diện với thực tế gom không đủ lượng gạo đạt chuẩn xuất khẩu sang thị trường EU. Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, Philippines vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, gần 48% tổng lượng xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết năm nay thời tiết rất phù hợp nên sản xuất vải thiều cơ bản diễn ra thuận lợi. Sản lượng ước đạt 180.000 tấn, trong đó dự kiến xuất khẩu gần 100.000 tấn đến hơn 30 quốc gia. Bên cạnh thị trường nội địa, tỉnh tiếp tục duy trì thị trường truyền thống Trung Quốc và mở rộng tìm kiếm các thị trường mới, đặc biệt là Hoa Kỳ. Với thị trường nội địa, dự kiến tiêu thụ 81.000 tấn thông qua các kênh thương nhân phân phối, chợ đầu mối, hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử, chợ truyền thống và kênh bán hàng trực tuyến. Thưa quý vị, an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng môi trường sản xuất an toàn là những yếu tố được nhiều doanh nghiệp coi trọng. Bởi đây là quyền lợi của người lao động khi làm việc, là giải pháp xây dựng thương hiệu giúp doanh nghiệp phát triển ổn định, không bị tổn thất về người và tài sản vì những rủi ro không đáng có. Ghi nhận công tác an toàn lao động tại một số đơn vị sản xuất có yếu tố rủi ro nguy hiểm cao. Hoạt động khai thác than ngày càng xuống sâu, cùng với đó là yếu tố nguy hiểm như khí metan, địa chất, nước ngầm. Doanh nghiệp này thường xuyên đào tạo quy trình làm việc an toàn, trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cho người lao động. Đặc biệt, doanh nghiệp còn ứng dụng công nghệ vào nhiều công đoạn để người lao động hạn chế tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm có hại. Trên cương vị là công nhân trực tiếp sản xuất cũng như tổ trưởng sản xuất, thì tôi cũng thường xuyên chấp hành mọi quy định biện pháp an toàn mà công ty đưa ra, cũng như là chấp hành cái biện pháp kiểm tra khí đầu ca, quan thăm dò, nhận biết nguy cơ bục nước trong quá trình khai thác, cũng là đôn đốc nhắc nhở anh em làm tốt công tác tự chủ an toàn để giảm thiểu nguy cơ rủi ro trong quá trình làm việc. Nhiều những năm qua thì chúng tôi đầu tư các cái công trình cũng như là đầu tư các cái thiết bị để số 1 là cải tạo cái điều kiện làm việc cho người lao động tốt nhất. Thì trong cái điều kiện của người lao động thì có rất nhiều các cái vấn đề. Thứ nhất là liên quan đến cơ giới hóa các cái công nghệ. Thì đây là một trong những cái mà chúng tôi đang tập trung
để làm sao cái công nghệ tốt nhất, không gian làm việc tốt nhất và người lao động sẽ giữ được cái an toàn. Còn tại doanh nghiệp này, hàng năm đều thực hiện kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Đo kiểm tra môi trường lao động là hoạt động được đặc biệt coi trọng để từ đó thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường làm việc tốt hơn. Đáng chú ý, công tác chăm sóc sức khỏe, bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật cho người lao động được doanh nghiệp thực hiện đầy đủ với số tiền hơn 2 tỷ đồng một năm. Hơn 10 năm qua thì tại công ty không xảy ra bất cứ một vụ tai nạn lao động nặng, tai nạn lao động chết người hoặc tai nạn lao động nhẹ. Cái kết quả đó đạt được thì một trong nguyên nhân chúng tôi xác định đó là cái việc xây dựng kế hoạch về an toàn vệ sinh lao động với khâu triển khai thực hiện, rút kinh nghiệm, bổ sung kế hoạch thì nó hết sức bài bản và khoa học và cũng được cái sự cộng đồng trách nhiệm. Ở đây nó là vai trò của người sử dụng lao động và người lao động, bổn phận và trách nhiệm của các bên đều được tôn trọng và tuân thủ. Cùng với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiện nhiều doanh nghiệp coi việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là đầu tư cho sản xuất. Bởi khi mất an toàn lao động, xảy ra tai nạn, doanh nghiệp phải nghỉ sản xuất, thiệt hại về người và tài sản, tâm lý của người lao động bị ảnh hưởng. Ngành nghề có nguy cơ cao và có yếu tố nặng nhọc độc hại thì cái tiềm ẩn, cái rủi ro nó lớn. Nếu mà chúng ta không lường trước, không có đánh giá rủi ro trước thì các yếu tố bất ngờ nó xảy ra cũng lớn. Chủ doanh nghiệp là cái chủ thể rất quan trọng trong công tác an toàn. Chủ doanh nghiệp phải đầu tư, phải quan tâm đến người lao động của mình, rồi phải tự kiểm tra thì mới có thể đem lại những hiệu quả. Năm 2022, tai nạn lao động cướp đi sinh mạng của gần 1.000 người, thiệt hại về tài sản khoảng 14.000 tỷ đồng. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, điều quan trọng là làm thay đổi nhận thức. Chi phí cho an toàn vệ sinh lao động là khoản đầu tư lâu dài, chứ không phải là gánh nặng. Từ đó, doanh nghiệp quan tâm hơn, dành nhiều nguồn lực hơn đối với công tác quan trọng này. Khát vọng tầm cao mới. Thưa quý vị, mới đây Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chấp thuận đề xuất của Bộ Tài chính về phương án giảm thuế VAT từ 10% xuống còn 8% trong nửa cuối năm 2023. Cụ thể, mức thuế xuất thuế giá trị gia tăng sẽ giảm 2% đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%, giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng đối với các cơ sở kinh doanh khi thực hiện xuất hóa đơn đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 10%. Thời gian áp dụng chính sách này là kể từ khi chính sách được ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng dự thảo để Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến, xem xét thông qua theo thể thức rút gọn trong kỳ họp Quốc hội diễn ra vào tháng 5 tới. Với VAT giảm 2% trong 6 tháng, thu ngân sách có thể giảm đáng kể. Tuy nhiên, người tiêu dùng được hưởng thụ khi mua hàng hóa với giá rẻ hơn và doanh nghiệp qua đó kỳ vọng bán hàng được nhiều hơn, giúp họ phục hồi sản xuất kinh doanh nhanh hơn. Dầu ăn này thì đang được hệ thống siêu thị áp dụng sau khi khuyến mãi có giá là 60.500 đồng. Và giá này thì đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng VAT. Và nếu mà thuế VAT được áp dụng ở mức 8%, tức là giảm 2% so với hiện nay, thì những người tiêu dùng như tôi sẽ có thể mua chai dầu ăn này rẻ hơn một chút là khoảng 1.300 đồng. Tất nhiên là nếu quý vị mua một chai dầu ăn thì cái mức tiết kiệm nó không đáng kể. Tuy nhiên nếu giỏ hàng của quý vị có nhiều sản phẩm và trong một tháng chúng ta đi mua sắm nhiều lần thì mức giảm thuế VAT 2% cũng sẽ giúp quý vị tiết kiệm được một khoản chi tiêu. Thu nhập giảm mạnh vì những khó khăn hậu Covid-19, người dân và doanh nghiệp đều đang mong đợi giảm 2% thuế VAT từ ngày 1 tháng 7. Bởi với chính sách này, cùng với một số tiền, họ có thể mua thêm nhiều hàng hóa hơn. Các doanh nghiệp có thể tăng doanh số khi mà giá hàng hóa rẻ tương ứng. Các mặt hàng mà có sự giảm giá thì người dân sẽ ủng hộ. Kinh tế nó hơi khó khăn, cho nên mình phải là tính toán chi li một tí xíu. Thì 2% nhiều lần thì nó cũng sẽ đỡ đi phần nào. Đây là một cái giải pháp rất là đáng trông chờ của người tiêu dùng, của nhà phân phối, của các đơn vị sản xuất.
Và cái giải pháp này thì ngay từ cuối năm 2022 thì các doanh nghiệp, các cái đơn vị cấu thành của nền kinh tế thì cũng đã đề xuất là tiếp tục việc giảm thuế giá trị gia tăng 2%, cũng là một cái điểm rất là đáng mong chờ của thị trường, và hy vọng là cái chính sách này cũng sẽ có nhiều cái thúc đẩy để ổn định lại thị trường, thúc đẩy lại các cái nguồn cung cầu. Với phương án giảm 2% thuế VAT, dự kiến số thu ngân sách nhà nước ước giảm khoảng 35.000 tỷ đồng nếu áp dụng trong 6 tháng cuối năm. Tuy vậy, các chuyên gia kinh tế cho rằng đây là giải pháp cần thiết để kích cầu trong bối cảnh hiện nay, khi mà các doanh nghiệp đang kiệt quệ vì thiếu đơn hàng, người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống. Sản xuất trong nước đang có hiện tượng đình đốn. Mà hiện tượng đình đốn này có thể còn trầm trọng hơn bởi cái giá nhập khẩu tăng lên. Do lạm phát từ bên ngoài vẫn còn khá cao. Vì vậy cho nên là giảm thuế VAT là một trong những cái biện pháp mà giúp cho các doanh nghiệp khắc phục được một phần cái biến động của giá hàng nhập khẩu từ bên ngoài vào. Bởi vì người tiêu dùng khi người ta mua được giá rẻ, người ta sẽ kích cầu tiêu dùng, và do vậy mà các cái hàng hóa của các doanh nghiệp được giải phóng, và cái khoảng cách thu hẹp về mặt cạnh tranh của các doanh nghiệp nội địa và những doanh nghiệp quốc tế nó được rút ngắn lại. Một phần nữa là cũng thúc đẩy cho các hàng hóa dịch vụ của chúng ta, bởi vì chúng ta đang đẩy mạnh các cái hoạt động cho các doanh nghiệp dịch vụ, rồi các cái doanh nghiệp thương mại, rồi đẩy mạnh các cái doanh nghiệp liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Thì khi mà chúng ta giảm cái thuế giá trị gia tăng ấy, thì ngoài cái vấn đề chúng ta kích cầu thì chúng ta cũng kích cả nguồn cung nữa. Theo số liệu thống kê, sau khi tăng lên 51,2 điểm trong tháng 2, sang tháng 3, chỉ số quản trị nhà mua hàng PMI ngành sản xuất Việt Nam đã giảm xuống còn 47,7 điểm. Đã tăng trưởng dừng lại đã phản ánh bức tranh tương đối ảm đạm của nhu cầu khi cả sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm giảm trở lại. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 ước đạt là 85.714 tỷ đồng, giảm 2,3% so với tháng trước. Do vậy, các doanh nghiệp đều đang mong đợi chính sách giảm 2% thuế VAT để kích cầu tiêu dùng, phục hồi kinh tế. Thưa quý vị, theo đánh giá tác động dự kiến của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, nếu Quốc hội thông qua giảm thuế VAT 2% từ 10% xuống còn 8%, dự kiến thông qua kỳ họp vào tháng 6 năm 2023, thu ngân sách 6 tháng cuối năm có thể giảm 35.000 tỷ đồng, nhưng mặt được lợi hơn có thể lớn hơn, nhiều khi lưu thông hàng hóa trên thị trường tăng và ấm dần sẽ góp phần nuôi dưỡng nguồn thu. Ngành thuế cũng đang áp dụng các biện pháp giảm tối đa tác động của việc ban hành chính sách giảm VAT đến dự toán ngân sách năm nay. Theo các chuyên gia thuế, hiện mức thuế suất giá trị gia tăng VAT 10% đang áp dụng với hầu hết các loại hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cơ bản. Vì vậy, khi mức thuế này được giảm 2%, ngay lập tức giá hàng hóa phải trả tương ứng 2%. Giá giảm, sức hấp dẫn hàng hóa tăng lên, do đó sẽ kích thích người tiêu dùng mua sắm nhiều hơn với hàng hóa dịch vụ. Cái việc mà giảm như vậy, giảm thuế suất như vậy thì một cách trực tiếp thì nó lại làm tăng cái nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng là cá nhân rồi là các cái tổ chức, và nó sẽ làm vận hành toàn bộ cái lưu thông của hàng hóa dịch vụ ở trong thị trường nó được xoay vòng nhanh hơn. Và cái nếu mà chúng ta nhìn trong cái phép toán chẳng hạn, thì nó làm tăng số lượng, nó giảm một cái tham số từ 10% đến 8%, nhưng mà nó tăng cái số lượng cũng như là cái giá trị gia tăng vận hành của các cái hàng hóa dịch vụ mà lưu thông ở trên thị trường chẳng hạn, thì vô hình chung là có thể nó sẽ không làm giảm ngân sách so với cả trước. Cái này thì chúng ta có kinh nghiệm làm rất nhiều rồi, và năm ngoái làm nó rất là thành công. Thứ nhất là nó góp phần để giảm cái chi phí tiêu dùng cho người dân, cho doanh nghiệp, qua đó là kích cầu tiêu dùng. Cái thứ hai là cũng góp phần là chống lạm phát, giảm bớt cái lạm phát. Và cái thứ ba là cũng góp phần là thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Bởi vì khi mà tiêu thụ được cả hàng hóa, dịch vụ thì đương nhiên là sản xuất kinh doanh trước đó cũng sẽ có cái đà phát triển. Cái ý cuối cùng là cũng có phần để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân trong bối cảnh là có nhiều khó khăn, nhất là về thu nhập, nhất là về chi phí sản xuất kinh doanh trong cái thời gian vừa qua. Còn theo Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam, năm ngoái giảm VAT chỉ áp dụng với một số mặt hàng. Năm nay, độ phủ rộng hơn, áp dụng cho toàn bộ các mặt hàng đang chịu VAT 10%. Do vậy, người dân sẽ được hưởng lợi nhiều hơn, cơ quan thuế cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc cấn trừ thuế khi áp dụng chính sách này. Khi mà giảm tất cả
cả các mặt hàng từ 10 xuống 8 thì rất là nhiều lợi ích, vừa dễ dàng hơn trong hạch toán, diện nó nhiều hơn và nó đảm bảo liên hoàn từ đầu vào, từ đầu ra, từ sản xuất cho đến tiêu dùng. Vì vậy cho nên cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế, nhân dân thì đều rất là phấn khởi với cái phương án này. Và khi mà nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì chắc chắn là Chính phủ và Bộ Tài chính sẽ triển khai kịp thời để các doanh nghiệp được hưởng lợi từ gói giải pháp của Quốc hội. Ngành thuế cho biết, để đáp ứng mục tiêu kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, ngay sau khi chính sách này được Quốc hội thông qua theo hình thức rút gọn, ngành đã lên phương án để chính sách này có hiệu lực ngay, áp dụng luôn cho các giao dịch. Thế các cấp cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức và người dân để làm sao mà kiểm tra, kiểm soát cái giá bán hàng hóa dịch vụ, đặc biệt là cái giá mà chưa có thuế trợ tăng, để cái việc giảm thuế trợ tăng là đến được với người tiêu dùng được thụ hưởng cái lợi ích từ cái việc giảm thuế này, thì sẽ kích cầu tiêu dùng và từ đó sẽ quay ngược trở lại là kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước. Nếu chính sách có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 năm nay, thu ngân sách nhà nước sẽ giảm tương ứng 35.000 tỷ. Ngành thuế đã có phương án giảm tác động của chính sách thuế với dự toán thu chi ngân sách năm nay. Nói cách khác, khi giảm 2% thuế VAT, đồng nghĩa với việc thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 có thể giảm. Tuy nhiên, ngành thuế sẽ tăng cường phối hợp rà soát hàng hóa giá bán ngay từ đầu vào để chính sách giảm thuế VAT dần đi vào cuộc sống của từng doanh nghiệp và người dân, thực sự được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế VAT. Hạt nhựa PP dung quất được sản xuất từ nguyên liệu propylene chất lượng cao bằng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế. PP dung quất, hạt ngọc hóa dầu. Thưa quý vị, trong vòng 4 ngày, từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ban Thư ký Chương trình Lương thực Thực phẩm Bền vững, Mạng lưới Một Hành tinh của Liên Hợp Quốc đã tổ chức hội nghị toàn cầu về hệ thống lương thực thực phẩm bền vững Mạng lưới Một Hành tinh lần thứ 4. Đáng chú ý, phiên thảo luận 4 với chủ đề các mô hình tiêu thụ và sản xuất cũng được rất nhiều diễn giả quốc tế quan tâm. Chia sẻ tại hội nghị, Tiến sĩ Rebecca Shaw, phó chủ tịch cao cấp của WWF cho biết, các báo cáo tổng hợp gần đây cho thấy các chỉ số đa dạng sinh học đang có dấu hiệu sụt giảm. Trong khi đó, đa dạng sinh học là yếu tố tối quan trọng trong các dịch vụ hệ sinh thái như chăn nuôi, thủy sản, sản xuất gỗ, carbon. Trong nghiên cứu của WWF, hệ thống lương thực thực phẩm đã có những tác động đáng chú ý tới khí hậu và đa dạng sinh học, chịu trách nhiệm cho 27-30% lượng khí thải nhà kính trên toàn thế giới và 70% lượng nước ngọt được khai thác. Ngành thực phẩm cũng là một trong những nguyên nhân chủ đạo dẫn đến nạn phá rừng, suy giảm đa dạng sinh học cũng như xu hướng gia tăng của đại dịch. Theo các chuyên gia, những mảnh ghép trong hệ thống sản xuất và tiêu thụ thực phẩm cần được sâu chuỗi lồng ghép giữa từng cộng đồng với nhau để giải quyết những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và sức khỏe con người. Phương pháp tiếp cận hệ thống lương thực thực phẩm cần có sự tham gia của các ban ngành liên quan, các tổ chức trong nước và quốc tế, các tổ chức phi chính phủ. Vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành kế hoạch hành động để chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm, bền vững. Thực tế cho thấy hệ thống yêu cầu hai yếu tố chính là kiến thức và hình thức đổi mới. Thông qua các cuộc nghiên cứu thử nghiệm thì chúng tôi đưa ra các báo cáo và bằng chứng để cố gắng thuyết phục các quốc gia rằng phương pháp tiếp cận bao trùm hệ thống lương thực bền vững là một mục tiêu rất quan trọng. Việt Nam đã tổ chức một số cuộc tham vấn để có thể huy động sự đóng góp của các bên liên quan. Bên cạnh đó thì chúng ta cần sự hỗ trợ các nông hộ nhỏ, do đây là đối tượng gặp nhiều khó khăn, tư vấn về các mô hình mang tính khoa học cũng như đầu vào. Việt Nam đã cam kết và đang nỗ lực xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm minh bạch, trách nhiệm, bền vững. Chúng ta cùng nhau một hành tinh, một sức khỏe, một hệ thống lương thực, thực phẩm, một thịnh vượng. Hãy cùng nhau thay đổi để đem lại ấm no, công bằng, hạnh phúc, bền vững cho hành tinh xanh của tất cả chúng ta. Trước xu hướng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn để áp dụng cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả hơn, nhiều đại biểu quốc tế cũng đưa ra đánh giá, nông trại quy mô lớn có vai trò quan trọng nhưng cũng gây ra những tác động lớn với môi trường như phát thải khí nhà kính. Trong bối cảnh đó, những mô hình nông hộ,
quy mô nhỏ cũng có vai trò không kém phần quan trọng và sẽ là một trong những mắt xích quan trọng đầu tiên trong chuỗi cung ứng lương thực thực phẩm bền vững. Còn tại phiên họp kỹ thuật Cục Công nghiệp hướng tới hệ thống lương thực thực phẩm bền vững tại Việt Nam, các chuyên gia, doanh nghiệp đã thảo luận các giải pháp xây dựng các cụm ngành kinh tế nông nghiệp nhằm hỗ trợ và thúc đẩy chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm Việt Nam. Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc UNIDO, cụm ngành kinh tế là sự tập trung về địa lý của những doanh nghiệp và tổ chức có kết nối với nhau và có cùng chung cơ hội và thách thức. Hiện các cụm ở địa phương và toàn cầu đều đang có cùng một thách thức, gồm biến đổi khí hậu, các loại quy định về môi trường, khủng hoảng kinh tế xã hội. Để phát triển cụm ngành kinh tế nông nghiệp hiệu quả, cần có sự tham gia của nhiều bên, từ các nhà cung ứng nguyên liệu thô, thiết bị nông nghiệp cho đến các nông trại, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu để kết nối với người mua trong nước cũng như trên thế giới. Ông Chris Hoss, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển bền vững và truyền thông khu vực châu Á-Thái Bình Dương và châu Phi của tập đoàn Nestle cho biết, hiện doanh nghiệp đang hỗ trợ người nông dân các nước chuyển sang thực phẩm tái sinh. Việt Nam là một trong 7 thị trường mà Nestle triển khai dự án Nescafe Plan 2030 nhằm hỗ trợ sự chuyển đổi sang nông nghiệp tái sinh, đồng thời góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng về không vào năm 2050. Tại Việt Nam, việc chuyển đổi sang nông nghiệp tái sinh đang được Nestle hỗ trợ triển khai thông qua chương trình Nescafe Plan đã được thực hiện từ năm 2011 và kết nối thành công với 21.000 hộ nông dân trồng cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên. Chương trình đã góp phần nâng cao chất lượng hạt cà phê Việt Nam, đồng thời giúp tăng thu nhập của người nông dân thêm 30-100%, giảm phát thải khí CO2 trên mỗi kg cà phê thu hoạch. Đến những cái tư duy mới, chuyển vào từng cái phân ngành của trong cái ngành nông nghiệp chúng ta, cũng như là ngành nông nghiệp nó phải được đặt trong bối cảnh của một cái hệ thống khác như là y tế, như là giáo dục, như là công thương, nhân dân. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang triển khai cái kế hoạch hành động cùng với Chính phủ để hiện thực hóa cái chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững. Trong đó chúng ta cũng đã đề cập tới cái xu thế là chúng ta sẽ trở thành một cái trung tâm mà về chuyển đổi về hệ thống lương thực thực phẩm của khu vực. Các chuyên gia doanh nghiệp đều có chung nhận định, việc chuyển đổi sang nông nghiệp tái sinh muốn bền vững phải mang lại lợi ích thực tế cho nông dân, cho xã hội, đồng thời áp dụng các phương pháp đào tạo người đào tạo. Trong đó thì từ 50-100 nông dân sẽ cử ra một đại diện. Đồng thời, hợp tác đa phương cũng là giải pháp để chính phủ, các tổ chức và người dân và khối tư nhân hiểu về nông nghiệp tái sinh. Từ đó, nông dân có thể được tư vấn và hướng dẫn đúng cách và có thể nhân rộng mô hình nông nghiệp này. Thưa quý vị, sau hơn 3 ngày làm việc tích cực hiệu quả, Hội nghị Toàn cầu lần thứ 4 Hệ thống Lương thực Thực phẩm Bền vững đã bế mạc vào sáng ngày 27 tháng 4 tại Hà Nội. 5 thông điệp chính liên quan đến lương thực thực phẩm đã được đưa ra tại hội nghị lần này. Đại diện các quốc gia sẽ như một nhạc trưởng dẫn dắt lộ trình triển khai các hoạt động xây dựng hệ thống lương thực thực phẩm ở quốc gia của mình. Từ đó sẽ kết nối, hỗ trợ, đồng thuận với mục tiêu chung của quốc tế. Đó là một trong những điểm nhấn trong phiên thứ 8 trước bế mạc. 3 cơ chế hợp tác được Việt Nam đề ra là thúc đẩy hợp tác Nam-Nam nhằm đảm bảo an ninh lương thực và chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm bền vững tại các quốc gia đang phát triển, thiết lập mạng lưới đổi mới sáng tạo lương thực thực phẩm cho khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam và tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế. Việt Nam, tôi chỉ có một câu, đấy là muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì đi cùng nhau. Và hội nghị ngày hôm nay, trong 4 ngày vừa qua thì chúng ta cũng đã rất rõ cái thông điệp này. Ở Việt Nam của chúng tôi thì đang hướng tới cách tiếp cận đa ngành, đa mục tiêu về lương thực và thực phẩm. Chúng tôi cũng đã phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững đến năm 2030. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế để thực hiện kế hoạch hành động quốc gia của chúng tôi. Đánh giá cao công tác tổ chức cũng như sự tham gia của các bên liên quan trong hội nghị, thống nhất đưa ra 5 thông điệp chính, chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng bền vững và có khả năng chống chịu là điều kiện tiên quyết để giải quyết các cuộc khủng hoảng liên quan đến mất an ninh lương thực, cần được tiếp cận từ toàn cầu, cần gắn với các yếu tố có liên quan đa ngành, đa lĩnh vực, cần có đủ quyết tâm chính trị và sự tham gia phối hợp từ trung ương tới địa phương,
cần phải huy động các nguồn lực, bao gồm khoa học công nghệ, tài chính, sự tham gia và đổi mới sáng tạo. Hội nghị sự kiện vào tháng 7 này bằng cách là chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra những cái thông điệp, kết nối những thông điệp và chúng ta hành trang gói ghém cái thông điệp đấy để đem đến Rome và sau đó là đem đến COP28. Và một trong những cái nhiệm vụ quan trọng mà chúng ta đã ghi nhận ở đây để làm sao để đảm bảo là hệ thống lương thực thực phẩm sẽ được phát triển dù rằng là có rất nhiều những cái khủng hoảng nó cản trở trên chặng đường đó. Hội nghị cấp bộ trưởng diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 4, có sự tham dự của 337 đại biểu đến từ 60 quốc gia, các cơ quan của Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế. Các quốc gia và tổ chức quốc tế tham gia hội nghị cũng ghi nhận về vai trò tiên phong của Việt Nam trong chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm bền vững. Những cam kết của Việt Nam tại hội nghị một lần nữa khẳng định mục tiêu trở thành quốc gia sản xuất và cung cấp thực phẩm minh bạch, trách nhiệm, bền vững. Thông tin vừa rồi đã khép lại Kinh tế tiêu dùng tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình này tuần sau.